Gì vậy Bi? Trời ơi, mày chân tay mày chán quá à. Ủa trời ơi Bi. Suốt ngày gặp cái con chuột người ta à? Món yêu thích của Bi là gặm cái tai nghe. Khoái gặm tai nghe con chuột lắm. Chơi quả bóng này, chơi quả bóng đi các, chơi quả bóng đó. Đúng rồi. Đó, BB bữa này chị tắm rồi đó. Bữa này chị ngoan rồi đó ha. Bữa này ngoan rồi, chịu tắm rồi. Bữa giờ sợ nước lắm. Bữa nay Bi đứng uống sữa không có nằm nữa, Bi tập đứng hai chân á. Đó, thấy Bi giỏi không? Bi tập đứng hai chân luôn á. À, đứng lên nè. Ôi, mới tắm xong mà gãi nữa. Gãi dầm vô rồi đó, uống sữa đi. À, mắt gãi quá không? Đó, giỏi quá. Đúng rồi, giỏi quá. Ha, đúng rồi, giỏi quá. À, ngứa hả? Ê, mẹ gãi chứ rồi mà. Đứng đây đi con. Ai mày gãi cho, ngứa quá hả? Mày gãi cho. Rồi đứng lên, đứng lên. Ai gãi? Ngứa như này nữa hả? Trời ơi, ngứa dữ trời. Rồi đứng đây, làm lại. Mặc quần vô đỡ lòi nha. Lòi cu ghê ta cười chết. Ừ. Mặc vô che ừ. Mặc quần này cho thoáng đứt. Mặc tả hầm lắm đó. Mặc quần này thoáng đứt nha. Đó, che luôn cho ta phải thấy nha. Cho ta thấy mắc cỡ chót à. Ta thấy mắc cỡ lắm. Trời ơi. Trời ơi, che mà sao kỳ vậy. Đồ bay, đồ mềm. À, mình ăn đồ đi.
Yeah.